Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao Nguyễn Phú Trọng viết rất nhiều sách. Ngày 19 tháng 7, AFA tiếng Việt bình luận sách của cố Tổng Bí Thư, công cuộc xây dựng tư tưởng Nguyễn Phú Trọng còn dang dở. AFA nêu vấn đề Tổng Trọng đã cho xuất bản nhiều tựa sách và được cấp dưới rầm rộ phát hành. Hiện tượng đó được nhận định thế nào? Ông Trọng có tất cả 5 cuốn sách đã được phát hành trong năm 2024, 5 cuốn sách phát hành trong năm 2023 và còn rất nhiều quyển sách khác được phát hành trong suốt 13 năm ông giữ chức vụ cao nhất trong đảng. AFA dẫn lời nhà văn Nguyễn Viện ở Sài Gòn nói: "Tôi nghĩ nó cũng là tham vọng bình thường của những người vốn đang nắm quyền lực. Việc ra sách của ông ấy chỉ nằm trong cái ước muốn là ông ấy để lại một điều gì đó, một dấu ấn của mình cho đời sau." AFA dẫn quan điểm của ông Nguyễn Anh Tuấn, thạc sĩ ngành chính sách công, cho rằng có hai nguyên do chính của việc ông Trọng xuất bản nhiều sách. Thứ nhất là đến từ chủ đích cá nhân ông Trọng vì ông tự nhận mình là nhà lý luận. Thứ hai, do cán bộ cấp dưới muốn lấy lòng ông. Hình ảnh bài trên AFA. Theo quan sát của ông Nguyễn Anh Tuấn, đây là lần đầu tiên trong khoảng vài thập kỷ vừa qua có hiện tượng người đứng đầu đảng xuất bản một số sách nhiều như vậy và lại tổ chức những cuộc thi học tập rất rình rang. Trước đây, chỉ có những đợt học tập, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh hoặc một số tiền bối cách mạng khác như Trường Chinh mà thôi. Ông Tuấn cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam thời ông Trọng muốn học tập theo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ở Trung Quốc, Tập Cận Bình giới thiệu cái gọi là tư tưởng Tập Cận Bình và có tham vọng xây dựng một hệ tư tưởng riêng cho sự phát triển chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc. Tư tưởng Tập Cận Bình hiện đã được đưa vào trong điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó là những điều chưa có tiền lệ ngay cả bên Trung Quốc. Thế thì ở Việt Nam, có thể họ chưa đưa ra một cái gọi là tư tưởng Nguyễn Phú Trọng, nhưng mà có thể họ nghĩ rằng những bước đi giống bên Trung Quốc góp phần củng cố nền tảng tư tưởng trong toàn đảng. Và họ nghĩ rằng đó là bước đi có lợi cho sự cầm quyền của Đảng Cộng sản nên họ áp dụng nó về Việt Nam. Theo ông Tuấn, các cuốn sách của ông Trọng và ông Tập đa phần có cấu trúc giống nhau. Nó chủ yếu là tập hợp các bài viết, bài phát biểu của ông ấy trong suốt những năm nắm quyền. Nó không có cấu trúc chỉnh chu bài bản, logic của một cuốn sách chính luận thường thấy. Hình ảnh những cuốn sách được trưng bày trong một lần ra mắt sách của ông Trọng. Theo ông Tuấn, có 4 giả thiết chính có thể lý giải cho chuyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Mặc dù có những bước đi cụ thể để cố gắng lan tỏa ý thức hệ ở trong xã hội thông qua những cái gọi là tác phẩm của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, nhưng chưa thể xây dựng được một cái gọi là tư tưởng Nguyễn Phú Trọng, tương tự như tư tưởng Tập Cận Bình ở Trung Quốc. 4 giả thiết mà ông Tuấn đưa ra là: thứ nhất, do điều kiện sức khỏe không tốt của ông Trọng. Thứ hai, chính ông Trọng còn chần chừ, không muốn đi theo con đường sùng bái cá nhân. Thứ ba, ngay cả khi ông Trọng muốn học theo Trung Quốc để xây dựng tư tưởng Nguyễn Phú Trọng thì cũng khó thực hiện vì Đảng Cộng sản Việt Nam không có truyền thống lãnh đạo tập trung quyền lực cá nhân sâu sắc như Trung Quốc. Thứ tư, môi trường ngôn luận ở Trung Quốc bị kiểm soát chặt hơn nên khi đưa ra tư tưởng Tập Cận Bình thì sẽ không ai dám phản kháng, trong khi Đảng Cộng sản Việt Nam chưa kiểm soát được truyền thông đến mức như vậy. AFA dẫn quan sát của ông Nguyễn Viết Dũng, một nhà hoạt động chính trị, nhận thấy rằng tuy ông Trọng ra nhiều sách, nhưng cho đến nay cụm từ tư tưởng Nguyễn Phú Trọng ít thấy ai nhắc đến. Tôi cũng không thấy có người dân nào mà lại bỏ tiền ra mua những ấn phẩm như vậy, ông Dũng nói. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Vì sao Nguyễn Phú Trọng viết rất nhiều sách. Tô Lâm có thể thâu tóm quyền lực và siết chặt tự do dân sự. Ngày 21 tháng 7, BBC tiếng Việt bình luận ông Tô Lâm có thể tăng cường thâu tóm quyền lực. Đây là nhận định của một hãng tin quốc tế. Sau khi ông Trọng qua đời, giới quan sát cho rằng cạnh tranh quyền lực trong đảng sẽ gia tăng mạnh mẽ. Hình ảnh bài trên BBC. Theo BBC, trong hệ thống Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí Thư là người đứng đầu đảng và Thường trực Ban Bí Thư có vị trí và nhiệm vụ tương đương với một Phó Tổng Bí Thư. Nghĩa là khi Tổng Bí Thư không thể điều hành đảng thì Thường trực Ban Bí Thư sẽ tạm thay và làm quyền Tổng Bí Thư. Thế nhưng, Chủ tịch nước Tô Lâm, nguyên thủ quốc gia, lại là người được giao trọng trách điều hành đảng khi sức khỏe của ông Trọng không thể đảm đương trọng trách, chứ không phải là Thường trực Ban Bí Thư Lương Cường. BBC dẫn nhận định của giáo sư Carl Thayer từ Úc cho rằng
Cấp bậc không chỉ ở chức vụ mà còn thể hiện rằng ông Tô Lâm là một trong ba người gồm Tổng Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tô Lâm đã có ít nhất là một nhiệm kỳ trọn vẹn tại Bộ Chính trị. BBC cũng dẫn nhận xét của giáo sư Alexander Vuvin từ Hoa Kỳ nói rằng ông Trọng liên tục không thể bổ nhiệm những người thân tín vào vị trí kế nhiệm. Bằng chứng là Tổng Trọng đã phải sử dụng lựa chọn tối hậu tại Đại hội Đảng 13 vào năm 2021, phá vỡ điều lệ đảng và tiếp tục nhiệm kỳ thứ 3 khi người thân tín của ông Trần Quốc Vượng không nhận được sự ủng hộ của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước. Hệ thống chính trị đã không có sự chuẩn bị trong trường hợp ông Trọng qua đời và Chủ tịch nước Tô Lâm gần như vẫn là lựa chọn mặc định của hệ thống trong trường hợp này, ông Vuvin giải thích. Giáo sư Cartier nhận định sẽ có rất ít thay đổi lớn trong chính sách đối ngoại lẫn đối nội bởi Việt Nam đang chuẩn bị cho đại hội đảng lần tiếp theo và ông Tô Lâm là người học Việt. Nhưng ông Thayer cảnh báo các quyền tự do dân sự có thể bị siết chặt hơn nữa nếu ông Tô Lâm trở thành người quyền lực nhất ở Việt Nam và không có cơ chế kiểm soát và cân bằng thì sẽ không tốt cho Việt Nam và làm xói mòn chuẩn mực về tập trung dân chủ. Giáo sư Vuvin so sánh, trong khi ông Trọng là một người đi dây lão luyện nhưng cũng là nhà tư tưởng cộng sản kiên định đối với một số nguyên tắc mà bản thân ông đã tôn thờ thì ông Tô Lâm là một người theo chủ nghĩa thực dụng. Chuyên gia này cho rằng ông Tô Lâm sẽ tiếp tục chiến dịch đốt lò nếu điều này trao cho ông một công cụ chính trị uy quyền hơn và cũng sẽ tiếp tục nền ngoại giao cây tre cho đến khi nào bối cảnh quốc tế mang đến lý do thuyết phục khiến ông ấy thay đổi cách tiếp cận đó. Hình ảnh biếm họa Bộ trưởng Tô Lâm và bữa tiệc bò giác vàng tai tiếng. Phát triển kinh tế là một trong những ưu tiên của ông Tô Lâm nhưng chỉ đóng vai trò phụ trợ trong nhu cầu củng cố quyền lực của mình. Giới đầu tư có thể đặt cược vào giới lãnh đạo coi lĩnh vực doanh nghiệp là ưu tiên, nhưng họ nên biết ai mới nắm thực quyền trong quốc gia này, ông Vuvin nói thêm. BBC cũng cho biết, về lý thuyết, ông Tô Lâm có thể đảm nhiệm cả hai vai trò, Chủ tịch nước và Tổng bí thư, cho đến Đại hội Đảng vào đầu năm 2026, khi tất cả các vị trí cấp cao được xác định cho một nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo. Nhưng ông Tô Lâm có thể phải đối mặt với sự phản đối nội bộ, thậm chí có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng kế nhiệm. BBC dẫn nhận định của hãng tin quốc tế cho rằng ông Tô Lâm dường như đã duy trì quyền kiểm soát gián tiếp đối với Bộ Công an, hiện do ông Lương Tam Quang, người cùng quê Hưng Yên và được cho là thân cận với ông, lãnh đạo. Ông là nhân vật trung tâm trong chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Trọng, thường được gọi là chiến dịch đốt lò. Theo hãng tin này, việc ông Lâm có khả năng tiếp cận thông tin tình báo và thông tin nhạy cảm cũng đồng nghĩa với việc các nhân vật khác lo sợ ông. Các nhà ngoại giao phương Tây thường hạ giọng hoặc không nêu tên ông Lâm trong các cuộc họp riêng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Tô Lâm có thể sẽ thâu tóm quyền lực và siết chặt tự do dân sự. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo.d